Xin chào các bạn, lại là mình đây. Trong video hôm nay mình sẽ dẫn mọi người dự án AirDot đến từ Vanike Swap, dự án rau 2. Để tham gia dự án AirDot này thì mọi người sẽ vào link dưới phần mô tả cho mình, sau đó hoàn thành các nhiệm vụ trên Terra của cho mình. Sau khi vào đây bấm Start cho mình. Ok, ở đây mọi người sẽ bấm Continue, sau đó mọi người nhập mã captcha ở đây cho mình nhé. Ok, sau khi nhập mã captcha xong thì mọi người sẽ join vào các kênh group Telegram và kênh channel Telegram. Bấm tham gia kênh này, sau đó chat mình từ đây. Rồi tiếp tục quay trở lại AirDot, join vào kênh channel dự án. Bấm tham gia kênh. Ok. Tiếp tục quay trở lại AirDot. Follow kênh Twitter, sau đó like và retweet ở kênh Twitter. Ở đây bấm theo dõi kênh Twitter. Sau đó kéo xuống giữ bài đăng, mọi người like, retweet lại bài đăng. Ok, quay trở lại kênh Twitter tiếp tục. Ở đây mọi người giao vào kênh Discord. Bấm chấp nhận lời mời mình. Rồi sau đó bấm vào tích vào đây để mọi người verify. Bấm mũi tên này. Sau kéo xuống này, bấm ô vuông này, bấm chữ hoàn thành. Sau đây tích vào đây, mọi người tích vào những cái hình này. Ok, rồi đã xong. Quay trở lại AirDot tiếp tục. Do vào kênh Reddit và kênh YouTube, bấm đăng ký kênh hai kênh này cho mình. Ở đây các bạn đóng đăng ký kênh này, YouTube này. Sau đó quay trở lại, do vào kênh Reddit. Do vào kênh Reddit. Bấm tham gia kênh cho mình nhé, bấm join in. Rồi, sau khi bấm tham gia, sau đó quay trở lại Telegram. Ở đây kéo xuống dưới bấm vào Don. Ở đây tiếp tục join vào kênh channel chưa? Nếu join rồi bấm Don. Ok. Join vào kênh group rồi thì bấm Don cho mình nhé. Ok. Ở đây mọi người sẽ gửi username kênh Twitter của mọi người vào đây cho mình. Ok. Bạn đã join vào kênh YouTube chưa? Ở đây copy kênh profiling kênh YouTube của mọi người nhé. Sau khi vào kênh YouTube bấm trở lại cho mình. Sau đó bấm vào ba gạch, bấm avatar này. Sau đó bấm vào kênh của bạn. Tiếp tục bấm vào ba gạch ở đây. Bấm vào chia sẻ. Sau đó bấm vào sao chép đường link liên kết. Tiếp đến là mọi người sẽ gửi profile lên kênh YouTube của mọi người vào Telegram cho mình nhé. Ok, rồi. Tiếp đến là quay trở lại kênh Reddit của mọi người. Sau khi vào kênh Reddit thì mọi người sẽ bấm vào trở lại này. Bấm avatar này. Mọi người thấy kênh username kênh Reddit của mọi người đây, mọi người copy lại sau đấy gửi vào Telegram. Ở đây mọi người không cần gắn a còng đâu. Mọi người cứ thử gửi thế này nhé. Ulista. Lesserier. Seri AS 2658. Bấm gửi cho mình. Rồi, như vậy gửi xong thì bây giờ bấm join vào kênh channel Telegram. Đã join, follow, like, retweet là kênh liên kết cho mình. Mở kênh Twitter liên kết lên nhé. Ok, bấm theo dõi này. Sau đó kéo xuống bài đăng, mọi người like. Like, retweet là cái liên kết. Ok. Rồi, sau đó quay trở lại AirDot. Ở đây bấm Don. Ok. Nhiệm vụ tiếp theo là nhiệm vụ mọi người sẽ gửi địa chỉ ví Polygon Matic ở trên ví Trust Wallet hoặc ví MetaMask nhé. Ở đây mọi người vào ví Trust Wallet này. Sau đó một sao chép địa chỉ ví Polygon. Bấm vào đây ba gạch này. Sau đó mình tìm kiếm cho mình chữ Polygon Matic này. Bật lên. Sau đó bấm trở lại. Tiếp đến kéo xuống, mọi người sẽ bấm vào đây.
Ngoài sao chép địa chỉ này cho mình. Ok, quay trở lại AirDrop, mọi người sẽ gửi địa chỉ ví vào đây. Hoặc là mọi người có thể gửi địa chỉ ví ở trên ví MetaMask nhé. Với trên ví MetaMask thì mọi người sẽ tích hợp mạng Polygonmatic. Video hướng dẫn tích hợp mạng Polygonmatic mình sẽ để dưới phần mô tả cho mọi người để có thể xem lại nhé. Và cuối cùng mọi người sẽ có một cái link để mọi người chia sẻ bạn bè người thân, bấm report để mọi người cập nhật lại số dư của mọi người sau 6 giờ đồng hồ nhé. Ok, cảm ơn mọi người đã xem video, tạm biệt mọi người, hẹn mọi người những video dẫn tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.